Chuyện cổ tích Việt Nam. Tỉnh táo trong tình yêu. Tại một vương quốc kỳ diệu tên là Monera, nơi phép thuật và sự lãng mạn đang xen nhau, có một nàng công chúa tên là Fabiola. Nàng mang sắc đẹp huyền thoại, tinh thần rực lửa và trái tim luôn khao khát tình yêu đích thực. Ôi Mariana, ta mơ ước tìm được tình yêu đích thực của mình hôm nay. Thứ tình yêu khiến trái tim đập mạnh và khiến người ta nghẹt thở. Công chúa, điều đó thật đáng lo. Người cần ai đó mang lại sự bình yên, chứ không phải sự hồi hộp. Hôm nay là lúc những người cầu hôn tụ họp về đây. Ôi Mariana, người ta quá tôn thờ thứ tình yêu bình yên. Ta muốn yêu một cách điên cuồng, yêu một cách si mê. Công chúa, người không rút ra được gì từ chuyện xảy ra với hoàng tử Racon của vùng đất phía đông sao? Hoàng tử Racon không phải là người tốt, Mariana. Chúng ta không thể đánh giá tình yêu đích thực qua một trải nghiệm sai lầm. Hoàng tử Racon và công chúa Fabiola đã chuẩn bị kết hôn. Họ được hai bên gia đình tác hợp để hợp nhất các vương quốc. Racon dũng cảm và gan dạ. Sự dũng cảm của chàng đã mang lại nhiều chiến thắng cho vương quốc và đưa đế chế của chàng lên tầm cao mới. Nhưng khi thử thách thực sự xuất hiện, tình cảm của họ rạn nứt. Con tàu lượn của họ trật bánh. Công chúa Fabiola và hoàng tử Racon không thể hiểu nhau, không đủ kiên nhẫn để hòa hợp. Cuối cùng họ nhận ra rằng tốt hơn hết là nên rời xa nhau. Không phải đàn ông nào cũng giống nhau, Mariana. Công chúa, đó không phải là lỗi của ai hết. Có lẽ hy vọng vào một tình yêu giống như tàu lượn siêu tốc không phải là lựa chọn sáng suốt nhất. Được rồi, bắt đầu thôi. Secret, bắt đầu thử thách đi. Trong hành trình tìm kiếm tình yêu mạo hiểm, công chúa Fabiola đã đưa ra hàng loạt thử thách cho những người cầu hôn mình. Nhưng công chúa, tại sao lại bao gồm cả hát và nhảy? Những thứ đó thì có liên quan gì? À, đó là những cử chỉ thể hiện tình cảm, Mariana. Chúng làm cho tình yêu trở nên thú vị và lạ lẫm. Thí sinh đầu tiên của chúng ta là ngài Harold. Ôi! Ngài Percival sẽ trình diễn kỹ năng nấu nướng của mình. Ôi, có thứ gì đó đang cháy. À, món đó chắc chắn là rất ngon. Chúng ta sẽ tiếp tục với hoàng tử Triumph. Ngài sẽ hát cho công chúa nghe. Wow, thật là lãng mạn quá đi. Lo 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 lo. Ôi, ai đó, dừng ngài ấy lại đi. Khoan, chàng xỉu rồi hả?
Ôi, đưa gà ấy đến thấy y đi. Tiếp theo chúng ta có hoàng tử CJ. Ngài ấy sẽ làm cho công chúa một bó hoa. CJ, tên này nghe lạ quá. Hoàng tử CJ rất khác biệt, nhút nhát và thẹn thùng. Chàng đứng trước hàng hoa tạm thời, cố gắng tạo ra một bó hoa thật đẹp cho Fabiola. Hoàng tử CJ loay quay với những bông hoa để tạo ra một bó hoa vụng về. Chàng tặng nó cho công chúa với một nụ cười chân thành và một bài phát biểu ngắn đáng yêu. Công chúa, ta tin tình yêu không chỉ là những cử chỉ tình cảm, nó còn là những khoảnh khắc nhỏ, những tiếng cười sẻ chia và luôn ở bên nhau cho dù chuyện gì xảy ra. Ta không hứa cho nàng sự hoàn hảo, nhưng ta sẽ luôn chân thành và cố gắng hết sức để làm nàng hạnh phúc. Mặc dù Fabiola thích hoàng tử CJ, nhưng trái tim nàng vẫn khao khát được phiêu lưu. Tôi thấy người có vẻ khó xử, thưa công chúa. Có lẽ chúng ta nên tạm dừng cuộc thi và nghỉ ngơi hôm nay. Phải, Mariana. Hợp lý đó. Cảm ơn ngươi. Người đâu, mau sắp xếp cho các hoàng tử ở trong những căn phòng dành cho khách, đảm bảo là họ cảm thấy thoải mái. Sáng hôm sau, Fabiola đã sẵn sàng để tìm ra câu trả lời. Hoàng tử CJ tốt bụng, giúp đỡ những người hầu và cười đùa với Mariana. Nàng thích CJ, nhưng trái tim nàng vẫn tìm kiếm một người anh hùng dũng mãnh. Công chúa, rất vui khi gặp nàng ở đây. Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? Ta đang bối rối không biết nên chọn ai, nên ta sẽ đi gặp các nhà tiên tri. Mọi người có thể đi cùng với ta. Đây sẽ là một chuyến tham quan vương quốc. Được, ta muốn gặp các nhà tiên tri của nàng. Công chúa có bị mất trí không vậy? Nàng không nên để người khác đưa ra quyết định thay cho mình. Ta đã nghiên cứu kỹ về nàng. Cách lãnh đạo của nàng rất đúng đắn. Người dân cũng sống sung túc. Đôi khi tìm kiếm sự chỉ dẫn cũng không sai. Mình để quả cầu pha lê ở đâu rồi ta? Ồ, nó đây rồi. Úp, không sao, chúng ta có thể dùng lá trà thay thế. Tôi thấy một con rồng. Công chúa sẽ cưới một con rồng sao? Không, khoan đã. Là một con vịt. Chắc người sẽ gặp một con vịt dũng cảm. Thật khó để đánh bại. À, công chúa, ta thấy đường sinh mệnh rất dài ở đây. Người sẽ sống rất lâu và khỏe mạnh. Thấy đường này không? Đó là đường tình duyên. Người có trái tim nhân hậu, thưa công chúa. Đây không phải là cách giải thích theo nghĩa đen sao? Không, tất nhiên là người sẽ biết rõ hơn rồi. Đường này cho thấy công chúa thích du lịch. Và đường này có nghĩa là người sẽ tìm thấy tình yêu ở một nơi không ngờ tới, như trong tủ quần áo, hả? Hoặc một tiệm bánh. Phải, chính là ta. Ta thích nấu ăn, ai cũng biết rồi đó. Ta có thể nấu như Vũ Bảo ở đây. À, cái gì vậy? À, có lẽ không phải ở đây. Không. Được, tổn thất cho nàng. Ta cũng không muốn kết hôn với một nàng công chúa tin lời những kẻ la mặt để quyết định cuộc đời mình. Ta sẽ không muốn nghe ngươi thốt ra một lời nào xúc phạm công chúa. Phải,
chẳng phải ngươi là người đã nói là công chúa mất trí nên mới đi tìm các nhà tiên tri sao? Ngươi không tôn trọng ta. Ta là một hoàng tử đã thắng nhiều trận chiến. Ta sẽ không để cho cái miệng chỉ biết hát của ngươi xúc phạm ta. Ngươi cho ngươi chưa nãy, Và các hoàng tử bắt đầu đánh nhau để thể hiện sức mạnh của mình. Mariana, hãy đi cùng với lính gác. Ta sẽ đưa công chúa thoát khỏi sự hỗn loạn này. Ta có nên làm gì đó không? Không, Fabiola. Khi người đàn ông trưởng thành cư xử như trẻ con, tốt nhất là mặc kệ họ và cầu nguyện cho họ tỉnh táo lại. Đi thôi, ta có một bất ngờ dành cho nàng đây. Chúng ta đi đâu hả? Có một thác nước huyền thoại bí ẩn ở gần đây. Ta đã tìm thấy nó, đi thôi. Fabiola không thể hiểu cảm xúc của nàng đối với hoàng tử Sijay. Chàng không giảm dở do hoàng tử Harold, không kiêu hãnh như hoàng tử Chom, và chắc chắn không thu hút như Krakon. Nhưng có điều gì đó ở hoàng tử Sijay mang lại sự bình yên cho trái tim nàng. Mỉm cười, nàng đi theo sau vị hoàng tử đặc biệt này vào sâu trong rừng. Fabiola không thể tin vào mắt mình. Ta chỉ mới được nghe những câu chuyện về thác nước này, làm sao chàng tìm ra nó vậy? Chà, đó là một bí mật. Có lẽ những lá trà sẽ tiết lộ điều đó. Ta đã nghe rất nhiều về nàng Fabiola. Tài lãnh đạo và lòng nhân ái của nàng đã chinh phục ta. Ta hiểu nếu như nàng chọn một hoàng tử dũng cảm hơn là một người nhút nhát và vụng về như ta. Nhưng ta vinh dự được làm bạn của nàng. Fabiola mỉm cười. Nàng đã biết là mình muốn gì. Công chúa Fabiola đã đưa ra quyết định. Công chúa sẽ chọn ai đây? Công chúa chọn ai đây nhỉ? Công chúa đã chọn hoàng tử CJ. Nếu hoàng tử đồng ý, họ sẽ kết hôn trong thời gian sớm nhất. CJ không thể tin vào số phận của mình, và cả những người khác cũng vậy. Cái gì? Hắn ta thậm chí còn không chiến đấu vì danh dự của nàng. Hoàng tử thực sự của ta hiểu rằng danh dự của ta không mỏng manh đến mức cần phải bảo vệ bằng cơ bắp. Ta luôn mơ ước được yêu một cách cuồng nhiệt, nhưng ta đã hiểu là dù nó rất thú vị nhưng lại không bền lâu. Chỉ có sự ổn định mới bền lâu, và đó cũng là thứ thu hút ta đến với hoàng tử CJ. Ta muốn tỉnh táo trong tình yêu với một người thấu hiểu ta hơn bản thân ta. Tất cả các hoàng tử đều bất mãn, nhưng phải tôn trọng quyết định của công chúa. Công chúa Fabiola và hoàng tử CJ kết hôn trong một hôn lễ vô cùng hoành tráng. Ta hy vọng có thể làm dịu đi cơn khát phiêu lưu của nàng, công chúa. Cuộc phiêu lưu của ta đã bắt đầu rồi mà. Chúng ta nên bắt đầu với tiệm bánh thôi.